Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức hội nghị thường niên y học bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, thầy thuốc nhân dân giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Ánh là giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đồng thời là chủ nhiệm bộ môn phụ sản khoa y dược Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, phó chủ nhiệm bộ môn phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội. Giáo sư Ánh có trên 30 năm kinh nghiệm về lĩnh vực sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản và ký ức hóa gia đình. Đề tài, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật laser quang đông ở thai phụ mắc hội chứng truyền máu song thai và giải sơ bụng ối của giáo sư Ánh được đánh giá là một trong 3 đề tài xuất sắc nhất tại Hội nghị tổng kết các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, giáo sư Ánh còn là giảng viên quốc gia trong lĩnh vực sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, kế hoạch hóa gia đình với hơn 70 bài báo được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Tại hội nghị lần này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh sẽ chia sẻ kiến thức về chủ đề Quản lý bệnh lý thai có dị tật tim bẩm sinh tại Việt Nam.